đối với các bạn chủ học diễn ra ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8. Cụ thể là 40% các em học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình, 15% học sinh hoàn thành tốt, 40% hoàn thành, và 15% học sinh chưa hoàn thành. Số lượng học sinh chương trình trước đây thì học sinh chưa hoàn thành tương đương, nhưng số học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt của chương trình đã tăng cao hơn. Năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 2. Giáo viên đã được tập huấn nhiều để chuẩn bị cho việc dạy bộ sách mới, đặc biệt là một nhiệm vụ mới là tổ chức xây dựng kho học nghiệp điện tử. Ủa gì ngon dạ, cho cắn miếng đi. Chút nữa rồi. Cắn miếng đi, gì ngon dạ. À. Ê. Ê. Ủa cái gì ngon quá dạ. Sao có bị ó không mày? À, kiểm tra xem có bị ó không? Cũng lấy cái ghế cho con này. Cứng hay cầm cầm cái miếng lót cho Vi với. Rồi. Cho phương án thứ nhất là phương án học trực tiếp tại trường. Này dễ hay thái lên. Quăng em vào cổ cho con. Nó bị dính đấy á. Con tôm này nó xa ra. Nó bị xa. Trường tươi. Bỏ bỏ. Trường tươi nên là nó bị xa. Ừ. Mang ghế mới đã được chuyển đến trường lắp ghép. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Các thầy cô của trường này cũng như thế mà vất vả hơn. Em vẽ ơi, em tôm thôi. Ngon lắm con. Ngon nào, Vy ngon nào. Cô lấy cho con cái bát này nè. Tôi có ăn. Trong cái này nhựa. Các em học sẽ ở dưới tầng 1. Bên trung học cơ sở học tầng 2. Các em trung học phổ thông sẽ học trên tầng 3. Chúng tôi chỉ chờ hết thời gian giãn cách mà chúng tôi bắt tay ngay là việc trang trí lớp học. Để tạo ấn tượng tốt nhất khi các đứa con vào lớp 1. Điểm nhấn của năm học 2021-2022 là được tổ chức trường sáng tạo. Đây, đây. Mình cũng có cái lựa chọn đối với những giáo viên mà số lượng sáng khác. Là những giáo viên trẻ có năng lực. Và này em bé ăn tôm nhá. Để làm sao đáp ứng được với chương trình phổ thông mới hiện nay. Ngày 1 tháng 9 tới đây, học sinh sẽ tự trường. Tin đã bỏ rơi ngắt đoạn này ở đây.